nhiều phong cách. Xã hội đang ngày càng phát triển, chính bởi vậy thì việc nâng cao sức khỏe lại càng được mọi người chú trọng nhiều hơn. Và có rất nhiều những bộ môn thể thao để chúng ta có thể lựa chọn. Trong đó thì có một bộ môn thể thao vô cùng thú vị mà chuyên mục phong cách ngày hôm nay muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn. Đó là gì thì hãy cùng theo chân Ngọc Tuyết nhé. Ngày nay nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, đang dần chuyển sang yêu chuộng vẻ đẹp tự nhiên với một vóc dáng khỏe mạnh, năng động và đầy cá tính. Và rất nhiều người đã lựa chọn bộ môn Zumba để tập luyện cho sức khỏe, vóc dáng của mình. Xin chào chị Thúy ạ. Chào bạn. Chào tất cả mọi người. Chị Thúy ơi, em đang thấy bây giờ đang là gần 6 giờ sáng thôi. Thế nhưng mà tại quảng trường thì cũng có rất nhiều người đến đây để tập thể dục. Và hình như là mọi người cũng đang tập bộ môn Zumba đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy thì chị có thể chia sẻ thêm cho em cũng như là quý vị khán giả được biết về bộ môn Zumba này được không ạ? Được chứ. Bộ môn Zumba là một bộ môn đang sinh kết hợp với lại fitness. Tất cả các động tác giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe hơn, săn chắc hơn. Và đặc biệt là với những bạn nào cần nhịp tim tốt thì chúng ta sẽ thường xuyên là tập bộ môn này. Và đặc biệt với bộ môn Zumba này sẽ giúp các bạn tràn đầy năng lượng sau mỗi buổi tập. Vậy thì để có thể tập được bộ môn Zumba này thì có mất nhiều thời gian và có khó không ạ? Và trong quá trình tập chúng ta cần phải lưu ý những gì? Bộ môn này hoàn toàn không hề khó, phù hợp với tất cả mọi lứa tuổi, từ các em bé, các bạn trẻ đến cũng như là các người lớn tuổi. Với bộ môn này giúp cho chúng ta gắn kết với nhau nhiều hơn. Chúng ta có thể hòa vào cùng các động tác cùng với các bạn. Bạn chỉ cần là một người yêu âm nhạc, thích thể thao và đặc biệt đó là sức khỏe. Để tập luyện bộ môn này, các bạn hãy lựa chọn cho mình một bộ trang phục thật thoải mái, có sự co giãn, đàn hồi và một đôi giày thể thao êm ái để thoải mái trong lúc tập. Những giai điệu sôi động đầy cuốn hút, động tác mạnh mẽ nhưng không đòi hỏi nhiều kỹ thuật khó. Zumba giúp người tập quên mất rằng mình đang tập thể dục mà hào hứng nhảy theo những điệu nhạc. Mỗi động tác trong Zumba đều chú trọng vào các nhóm cơ nhất định, giúp tiêu hao năng lượng hiệu quả. Đốt mỡ thừa giúp vóc dáng thon gọn, khỏe mạnh. Theo thời gian, cơ thể của chúng ta sẽ ngày càng uyển chuyển, linh hoạt hơn, khả năng cảm thụ âm nhạc cũng nhạy bén hơn. Zumba giờ đây không chỉ bó hẹp trong các phòng tập mà ngày càng mang tính cộng đồng khi góp mặt trong các hoạt động đường phố, sân chơi cho giới trẻ, các sự kiện cộng đồng hay các bữa tiệc Zumba mà ai cũng có thể tham dự.